dùng lực mà bẻ còn không vỡ, chưa thấy bao giờ luôn. Thế thì lẽ phải thử thôi. Để cho nó công tâm thì mình xin phép là hy sinh luôn cái con cường lực của máy mình. Em ấy thì mình dám cùng đợt khi múc iPhone mà cũng khá là mắc đấy. Đắt thì đắt, nhưng mà đấy, mẻ chắc chắn nó phải gãy rồi, không có gì bất ngờ cả. Còn đây là em cường lực của nội địa Trung. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, xuất phát từ các pháp sư Trung Hoa nha. Nhưng mà có đỉnh được như quảng cáo không ấy thì phải thử mới biết được. Vì được phủ nano lên bề mặt nên khi mình test với giọt nước ấy, nó phải gọi là nuốt nuột nuột luôn. Nuột thì nuột rồi đấy, nhưng mà quan trọng là phải bất tử, mẻ mà không vỡ như quảng cáo cơ. Thì đây, mình test luôn cho mọi người xem, gấp đôi rồi mà còn không vỡ, mà nó cực kỳ nặng luôn, phải dùng sức của hai tay ấn xuống thật là mạnh nó mới vỡ được. Đoạn này là mình phải thốt lên ôi vãi. Quả cường lực này mà dán vào máy thì có rơi cũng không thể mẻ được, chứ đừng nói đến chuyện vỡ. Đây nhá, mọi người nhìn đi, mình mua 50 cái luôn, tại vì nó rất là rẻ. Mà dán cái này rất đơn giản, chỉ cần quẹt một cái thôi, thế là xong rồi. Kết quả đây nhá, quá rẻ cho một cuộc tình, vừa bền, vừa mướt, vừa mịn như này. Không sợ gì cả, chỉ sợ sau khi clip này lên, anh em dán cường lực bỏ nghề.